Toyota BZ4X 2023 mới, hiện là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của thương hiệu Toyota. Đây chính là mẫu ô tô thuần điện sản xuất thương mại đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản này. BZ4X sẽ sớm được bày bán ở các thị trường lớn của Toyota trên toàn thế giới, một trong số đó có Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Mới đây, ông Noriaki Jam Asita, chủ tịch Toyota Thái Lan, đã công bố việc BZ4X được bán ở thị trường này vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Yamashita không hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Toyota BZ4X ở thị trường Thái Lan. Thay vào đó, ông Yamashita chỉ cho biết, chúng tôi sẽ nghiên cứu việc nội địa hóa để biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất nhiều mẫu ô tô điện của Toyota. Điều này ám chỉ việc Toyota BZ4X có thể được sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu sang những thị trường lân cận. Là sản phẩm do Toyota phát triển chung với Subaru, BZ4X sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.690mm, chiều rộng 1.860mm, chiều cao 1.650mm và chiều dài cơ sở 2.850mm. Ngoài ra, xe còn có trọng lượng từ 1.920 đến 2.005kg, tùy phiên bản. Toyota BZ4X chạy điện được phát triển dựa trên cơ sở gầm BETNGA dành riêng cho ô tô điện. Xe có hai phiên bản là dẫn động cầu trước FWD và dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản FWD sử dụng một motor điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Nhờ đó, Toyota BZ4X FWD có thể tăng tốc đến 100 km/h trong thời gian 8,4 giây và đạt vận tốc tối đa 160 km/h. Ở phiên bản AWD, Toyota BZ4X được trang bị hai motor điện nằm trên hai trục. Công suất tổng cộng của hai motor điện này là 215 mã lực và mô men xoắn cực đại 336 Nm. Sức mạnh này cho phép Toyota BZ4X tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 7,7 giây trong khi vận tốc tối đa vẫn là 160 km/h. Ngoài ra, BZ4X còn là mẫu xe đầu tiên của Toyota được trang bị công nghệ AWD của Subaru với chế độ X-Mode và hệ thống kiểm soát lực bám đường. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị cụm pin lithium-ion 71,4 kW. Phạm vi di chuyển của phiên bản FWD là gần 500 km và phiên bản AWD là 460 km. Người dùng có thể sạc pin bằng hệ thống sạc chậm 6,6 kW hoặc sạc nhanh 150 kW. Với hệ thống sạc nhanh, dung lượng pin sẽ tăng lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Chưa hết, Toyota BZ4X còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm sát với kính lái và màn hình cảm ứng cỡ lớn, phục vụ hệ thống thông tin giải trí mới nhất. Hệ thống này hỗ trợ tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, định vị dựa trên đám mây và ra lệnh bằng giọng nói. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Toyota BZ4X bao gồm pin năng lượng mặt trời đặt trên nóc và hệ thống an toàn chủ động ADAS, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Hiện giá xe Toyota BZ4X tại thị trường Thái Lan vẫn được giữ kín.